Bây giờ Tuyên đang trên đường về Sài Gòn. Tuyên đang đứng trên đường Hoàng Quốc Việt để đón tuyến xe bus số 7 đi ra sân bay. Cô ơi, cho hỏi phải cô đón xe bus đúng không cô? Phải đón chiếc xe số 7 ở đây không cô? Cô không ra. À, đứng đây đón được hả bạn? Đứng ở đâu? À, xuống chữ dưới là có điểm đúng không? Rồi, cảm ơn. Đi thử xe bus công cộng ở Hà Nội thì thấy hình như dân ở đây không có rành về tuyến đường xe bus chạy, nên mỗi người chỉ mỗi nẻo. Đi nãy giờ là qua 4 người chỉ 4 đường khác nhau đến cái trạm xe bus đưa đến sân bay rồi các bạn ơi. Yeah, điểm đó. Điểm đó xe số 7 đây à. Ồ, không phải bên đường à. À, leo rào luôn. Trước cũng đi lộn đường hả? Trước cũng đi vừa xong rồi. Đúng rồi. Tại cái lúc em đi á, người ta cũng chỉ em quẹo qua bên này. Mà tới lúc em ra tới đây à, ngộ vậy. Anh từ đâu tới vậy? Dạ. Thật à? Anh cũng đi lộn đường à? Ồ. Ok. Đi xe bus ở đây cảm nhận đường xá nó lung tung vậy. Đi xe ở đây là phải giống như bên Singapore. Chỉ đường rõ ràng. Chứ đường xá gì sao đi? Nó không có ra cái hệ thống gì hết. Đi lạc đường hoài ra sân bay trễ sao? Đúng không các bạn? Là bây giờ tôi không biết đứng chỗ nào đón xe bus luôn. Đứng đợi bên đường này. Đón xe bus dưới đây ha anh. À. Dạ em về sân bay á. Người ở đây mà người ta còn đi lộn đường nó huống chi là mình. Mà cái thời tiết ở đây nó oi bức dễ sợ luôn. Rồi. Coi như đi xe bus lộ một cái thôi. Đi bộ về. Tốt dưới này luôn. Rồi tới trạm đón xe bus số 7 rồi nè. Rồi mấy chiếc xe bus nó sẽ dừng ở đây. Công nhận cái hệ thống xe bus ở ngoài Hà Nội nó làm gây khó dễ cho người đi bộ ghê luôn á các bạn. Đặc biệt là những người bị khuyết tật á, đi rất là vất vả. Cứ đi lộn tuyến trạm xe bus hoài à, trên một cái tuyến đường như vậy. Không hiểu tại sao luôn, mỗi người chỉ mình đi một hướng đó các bạn. Chỉ đường như vậy không biết tin ai ở ngoài Hà Nội luôn á. Nội Bài, Cầu Giấy. Không phải đón xe ở đây luôn. Đón ở bên này nữa. Sao cái tuyến đường nó ngộ vậy?
đứng bên đây đón xe số 7 cũng được, đứng đây đón xe số 7 cũng được, rồi kêu qua bên này đón xe số 7 nữa. Vậy là phải giờ phải qua đây đứng. Ơi trời đất ơi, ai tạo ra cái đường xá này vậy, chết thiệt chứ trời. Thôi là tôi nở đi sớm để không có bị trễ chuyến bay, mà cái tiếng xe bus ở đây nó làm tôi sao quần. Rồi kỳ này số 7 nữa nè, nó ghi là cầu Giấy đi Nội Bài, chắc là đúng rồi. Đợi cái anh này nữa nè. Ok, tội nghiệp cái anh kia, anh đi chậm, phải đợi anh. À, kêu chú. Ok. Vậy là tôi đã mất hơn 1 tiếng đồng hồ vì nghe lời người dân chỉ đường đi xe bus tới sân bay. Nãy giờ chợp mắt mở ra vẫn chưa thấy sân bay mà thấy hai anh kiểm soát vé. Cũng may tính tôi là không vứt rác bừa bãi, vé tôi luôn cất trong túi để tìm thùng rác vứt vào. Vậy mà có vài người vò vé dục xuống sàn xe rồi cũng phải lụm lên để đưa lại. Thiệt tình, mà tại sao có trò soát vé kỳ vậy? Sao không làm giống bên Singapore, đi xe bus chỉ cần quẹt thẻ MRT vào là xong. Làm cái hành động soát vé vừa tốn nhân lực vừa mất lòng tin với nhau, kỳ lắm luôn. Làm cái phần mềm kiểm soát phương tiện giao thông công cộng này dễ ẹt mà sao nhà nước chưa liên hệ tới UN nhỉ? Chứ tình hình đi xe bus kiểu này ớn quá, ráng đi xe bus để bảo vệ môi trường cho quốc gia, cắt giảm ùn tắc giao thông mà hình như uổng công vô ích ở Việt Nam thì phải. Tion vừa xuống tuyến xe bus số 7 để đến sân bay Nội Bài, vừa kịp lúc về Sài Gòn luôn. Đi xe bus để bảo vệ môi trường, để tránh ùn tắc giao thông trong thành phố. Làm người cá là phải nghĩ đến cộng đồng như vậy đó. Vậy chuyến sau đóng nhiều tiền không chị? Hả? Dạ. Chuyến sau bắt đầu mấy giờ chị? Dạ. Đi... 9:20 đấy. Trễ có 10 phút mà phải đợi tới 9:20 luôn hả? Vậy hả? Vậy bây giờ đóng tiền đi. Xe buýt Hà Nội. Vì mấy cái chuyến xe bus của ngày hôm nay mà làm tôi bị trễ. Bây giờ tôi phải đợi máy bay tới 8:40, ngồi trong cái nhà hàng này để ăn cơm, tốn thêm 500.000. 8:40 thì máy bay mới bắt đầu khởi hành. Thì bây giờ đang ngồi đợi nè. Bây giờ là mới có 4:40 à, mà phải đợi tới thêm 4 tiếng nữa. Ok, cảm ơn hệ thống xe bus Việt Nam nha. Hên quá các bạn ơi, bây giờ là 10:30 rồi, cuối cùng cũng đã có chuyến máy bay cho Tiun về Sài Gòn. Cảm ơn Jetstar. Bây giờ là 10:55, tôi đang đợi chuyến bay ở cửa số 5 để về Sài Gòn. Thì ngày mai chúng ta sẽ có tổ chức sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 16. Tion hy vọng trong tương lai gần phương tiện giao thông ở Hà Nội sẽ ổn định hơn, mới có thể thuận tiện cho việc đi lại của người dân, du khách và nhà đầu tư. Chứ tình hình như hiện nay chỉ càng làm cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài rút vốn, làm công nghệ thông tin, khó tìm nhà đầu tư vào Việt Nam cũng vì nguyên nhân này.